tính, mở ngoặc, 10A, chứ 3, đóng ngoặc, nhân, mở ngoặc, 5A bình phương cộng 7A, chứ 1, đóng ngoặc. Để giải bài này, ta có thể áp dụng tính chất phân phối. Ta có thể phân phối đa thức 5A bình phương cộng 7A, chứ 1, vào từng đơn thức của đa thức 10A, chứ 3. Ta có 10A nhân, mở ngoặc, 5A bình phương cộng 7A, chứ 1, đóng ngoặc. Chứ 3 nhân, mở ngoặc, 5a bình phương cộng 7a trừ 1 đóng ngoặc Tiếp tục áp dụng tính chất phân phối, ta có 50a mũ 3 cộng 70a bình phương trừ 10a trừ 15a bình phương trừ cho 21a cộng 3. Bây giờ, ta hãy nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến và thực hiện phép tính. Kết quả cuối cùng bằng 50a mũ 3 cộng 55a bình phương trừ 31A, cộng 3,